Những kết quả biểu lại ạ. Giáo viên chủ nhiệm ở đâu? À ok. C5 đúng không ạ? Ok, C5 đẹp rồi. Rồi C6 như thế nào? Ui giời, thêm cả phụ huynh nữa. Anh nói thật là không qua khi C10 là đội chơi bẩn nhất. Xuống xuống. Những ai chạy lên xuống cho anh, nhanh lên. Trừ hết điểm bây giờ. C7 ở đâu? Ok, C8 ở đâu? C8 ở đây luôn hả? Ủa nhớ đây. C9 ạ. À?